Kênh Vô Làng Thơ xin chào các cô chú anh chị. Hôm nay kênh Vô Làng Cần Thơ mình xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mới tập chơi. Đó, ngoài cái việc mình bón cái phân tăng chậm ra, mình kết hợp mình bón với cái phân hữu cơ bón lúa nào đó, giúp cho cây phát triển tốt. Và hiện tại đây là cho các chú anh chị mình xem nè. Đó, cái cây lan nè, nụ khăn luôn nè, thấy không? Đi đọt, mở đọt hết, biết mở đọt luôn. Đó. Đó. Đây những cây lan nhí nè, bây giờ nè các chú nó nhìn nè, cái mầm tơ của nó, các chú nhìn cái mầm tơ của nó nè. Đó, những cái lan bé nhí nè, các chú nhìn tưởng tượng dưới cái cây móc nè. Đó. So sánh những cái thằng già nó với cây móc rồi. Đó, bây giờ nè, còn bên đây nữa nè, tất cả đều mở ngọn đi, ngọn rất là đẹp luôn, kể cả nhà mình trồng cây lan gieo hạt nè, bây giờ nó vượt mực luôn. Đó, cái thằng già nè, lan gieo hạt các chú đấy nè, trồng là gần 30 phân luôn. Cái này nó hơi cao, mình dối nghe các cô chú thông cảm nha. Bên đây là cái lô chầm nè, chầm gừng Myanmar nè các cô chú. Mình quay phía trước không các cô chú, để mình zoom lại cho các cô chú anh chị mình xem. Đó, mở ngọn. Bên đây cái là lan gieo hạt nữa nè. Đó. Chú đây nè, đây là chầm gồng đỏ nè, đi đọt hết biết luôn nè. Thì, tất cả đều những cây lan này đều cũng vậy luôn. Đó, kể cả bên đây hay là bên kia gì cũng vậy hết. Những cái mầm tơ lên đều nó đi đọt rất là đẹp, và nó mở ngọn cực đẹp các cô chú. Đó, mình quay cho các cô chú chị mình xem cái thằng cây dango đây. Dango mà mở ngọn vậy nè. Đó, này mới ghép đây, cả cát lai da đồ luôn. Đó, tất cả các loại lan gừng luôn đều sử dụng một cái mình kết hợp, mình bón cái phân Ginan nè các chú. Phân Ginan này mình kết hợp với cái phân để mình lấy cho các chú anh chị mình xem. Cái phân này là cái phân bón lúa. Cái này là cây lá biên, cây này mới trồng. Cái này phi điệp lá biên, giải hạt lá biên á. Cái này thì cái hộp phân nó hơi nhỏ, mình bón có thể là nó chui xuống dưới để mình coi nó còn đậm trên không. Mình đây nè các cô chú, để mình lấy cho các cô chú anh chị mình xem. Cái này là mình thử, mình mới bón là tầm có khoảng một tháng thôi nè. Khoảng tháng à. Đây là cái loại phân nè các chú. Đó, giờ nó bể ra nè. Nó bể ra. Em lấy cái viên khác cho các chú anh chị mình xem. Đây, nó rất là nhỏ. Cái loại phân này là người ta dùng cho bón lúa các chú, là các chú mà muốn sử dụng các chú ra cái các nhà thuốc bảo vệ thực vật
nào cũng đều có hết. Các chú nói là cái phân cái phân con bò sữa, ghi là coi cái phân con bò sữa đó, thì hộp nó đen đen là nó nằm trong nguyên cái bao bự luôn đó, rất là tốt. Cái này là ngoài cái việc nó giúp cây phát triển tốt ra đó, chút xíu mình sẽ quay từng chậu mình bỏ cho các chú anh chị mình xem đó. Ngoài cái việc là nó giúp cây, cho cây chúng ta phát triển tốt nè, xanh mượt nè, bóng mượt nè, là cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nè, tại nó dạng phân hữu cơ đó. Ngoài ra là nó còn giúp cho cái giá thể chúng ta là mình giải luôn cái lượng phèn đó, cũng như là cái phân này mình gãy xuống dưới lúa ruộng lúa là nó hạ cái lượng phèn đó, thì mình sử dụng cho cái giá thể của cây lan rất là tốt đó. Đối với những các chú anh chị nào mình xài thí dụ nước mình tưới nước sông nè đó, nước không tên mình tưới trực tiếp rồi nè đó, mình gãi cái này lên rất là tốt. Cái này thì nó giúp cho tươi là tơi xốp đất nữa đó, nên là mình gãi lên cái giá thể đó là nó ngăn ngừa cái lượng phèn đó, nó hạ được cái lượng phèn và nó rất tốt cho cây lan. Thì đây mình bón luôn kể cả là cát lai da là mình đều bón đó nè, có chỗ đây nè, có phân đen nè à, nó giúp cho cái bộ rễ của chúng ta rất là khỏe luôn. Đây mình đều bón hết. Đây các chú chị thấy không? Đó, cái hộp đen đó. Hầu như chậu nào cũng bón hết. À, hộp đen nè. Đó, đây nè. Đây thấy rõ hơn nè. Đó nè. Các chú chỉ cần ra mày tiệm thuốc bảo vệ thực vật á, là các chú nói là phân con bò sữa, phân con bò sữa đó mình bón vòng chung quanh gốc đó, liều lượng thì ít thôi, mình đừng có bón nhiều. Đây là phân bón lúa nha, chứ không phải là dùng để bón cho lan, mà mình lấy mình thử nghiệm là mình bón hết cho tất cả cái chậu lan luôn, tại của nó là cái dạng phân hữu cơ cho nên nó không có hại gì hết trơn á đó. Cái phân hữu cơ này người ta làm là từ cái bã mía đồ ra các chú, rất là tốt đó. Thì cái phân này nè các chú làm vườn đồ cũng gì nên mình gãi xuống dưới đất á, nó tơi xốp đất, thứ nhất là tơi xốp đất, thứ hai là nó hạ cái lượng phèn ở trong đất đó, rất là tốt, giúp cho cây phát triển rất là tốt. Thì mình bón cho cây lan cũng vậy, còn cái nước mình tứ có lượng phèn á, thì nó hạ cái lượng phèn trong cái giá thể đó, cho của cái chậu lan của chúng ta đó, nó giúp cây lan chúng ta phát triển rất là tốt. Ở đây mình đều bón hết, các chú thấy nè, hộp đen mà là nó nè đó. À. Đó, hộp đen là nó đó nè, phân con bò sữa bón nhiều lắm, chậu nào mình cũng bón đây nè, chậu này bón nó dính đây nguyên nhúm luôn nè, dính đây nguyên nhúm luôn, các chú anh chị thấy không nè, đó đây nè, à đây nè. Thì cái này mình thử nghiệm độ cỡ khoảng hơn một tháng rồi, có khoảng tháng hơn tháng gì đó đây nè, bón ở đây cái chậu là bón nhiều luôn đó nè đó. Cái phân này là mình bón xuống dưới đất là cải tạo đất luôn, thì mình bón vô cái giá thể cây lan rất là tốt đó. Đó chú nói nè, mình bón hết, chậu nào mình cũng bón hết đó. Chú nhìn cây lên go nè, mở đọt nè, và nè đây nè cây chầm nè đó, chầm gừng nè các chú, nó nhìn hết hồn như gió không đó, chú cho ngón tay rồi. À, mở đọt nè,
nó mình trồng mấy thằng nó lý nhí vậy nè, kể cả mình bón rồi cái thằng này nó cũng nụ luôn nữa nè. Còn cây bên đây là cái cây gì á, không phải cây da trầm, ý ngọc cây gì á, đúng ra nè thằng ủ u luôn, mở đọt nè. Đó. Rồi hôm nay camera thôi xin chia sẻ đến cho các chú anh chị mới tập chơi là mình dùng cái phân bón lúa của hữu cơ đó, mình kết hợp mình bón cho cây lan chúng ta, đó là phân bón con bò sữa hộp đen đen gì nè. Đó. Các chú ra muốn xài thì các chú là ra tiệm thuốc bảo vệ thực vật, các chú dần nói là phân bón con bò sữa mà người ta sẽ bán. Đây hộp nó đen đen, nó tròn vo hả, chứ nó không có dài gì dưới nha. Rồi các chú anh chị mến kênh Qua Lan Thơ, hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn vào cái chuông để chia sẻ tạo động lực kênh Qua Lan Thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.